Làm thế nào để bé bị ho ra đờm nhanh nhất? Trường hợp 1, đờm nằm nhiều ở họng với mũi. Cách tốt nhất để đưa đờm ra ngoài là rửa mũi và cho trẻ uống nước ấm. Ngoài ra, mẹ có thể làm thêm các biện pháp khác như vệ sinh miệng, tua lưỡi cho bé vào buổi sáng để tạo ra phản xạ nôn. Mẹ có thể áp dụng các phương pháp dân gian như bài thuốc về nước ép của Hàn Quốc, táo đỏ, lá dứa. Các biện pháp đó cũng làm cho đờm loãng và bé dễ dàng khạc đờm ra hơn. Trường hợp 2, bé ho dai dẳng, đờm ở sâu trong phế quản. Các mẹ có thể sử dụng các sản phẩm long đờm và thực hiện biện pháp vật lý như vỗ rung long đờm. Lưu ý thực hiện biện pháp sau khi uống thuốc 1 tiếng và tránh vỗ ngay sau bữa ăn. Hiện nay có nhiều thông tin truyền miệng về sử dụng thuốc trị ho có các thành phần kháng hết các vitamin. Nó không tốt cho việc giúp đờm ra khỏi cơ thể vì làm mất đi phản xạ ho, khiến tình trạng của con càng trở nên nặng hơn. Khi đờm đã ở trong các nhánh phế quản thì ho là phản xạ duy nhất giúp hết đờm. Tuy nhiên, các mẹ có thể sử dụng các thuốc thảo dược để làm dịu bớt cơn ho cho trẻ, giúp trẻ đỡ rát họng, làm loãng đờm và trẻ ho sẽ đẩy đờm ra dễ hơn.